giới thiệu mình. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại với chế độ của mình. Mình là Gia Hiếu Trend Music. Và ngày hôm nay thì mình có đi giao lưu với team Lan Suy. Và đây là Lan Suy và anh Siêu Min, idol thịt chó thịt mèo, các bạn biết rồi. Hello, và người quay phim đó chính là anh Cầm Bui Hà Dê. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát rất là nổi tiếng của team Lan Suy, đó là Brick Brack. Hãy subscribe.